Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban vận động cứu trợ tỉnh họp triển khai hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban vận động cứu trợ tỉnh chủ trì cuộc họp. Đến ngày 24 tháng 9, quỹ cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận trên 40 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương, các tỉnh bạn, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân và nhiều tổ chức cá nhân ủng hộ hàng hóa thiết yếu như gạo, mì tôm, nước uống, sữa. Ban vận động cứu trợ tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã kịp thời tham mưu với tỉnh và thực hiện chuyển về quỹ cứu trợ Trung ương 1 tỷ đồng, hỗ trợ đột xuất cho nhân dân và các địa phương trên 10 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm. Tại cuộc họp, Ban vận động cứu trợ tỉnh đã bàn bạc đóng góp ý kiến về việc sử dụng nguồn cứu trợ để các địa phương, nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ. Theo đó, các đại biểu thống nhất đề xuất tỉnh hỗ trợ các địa phương, nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ đợt 1 tổng số tiền trên 32,8 tỷ đồng. Việc hỗ trợ cho các đối tượng thứ tự ưu tiên theo quy định của nhà nước, trong đó tập trung hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở, lương thực và hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh. Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Bật Khánh và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đề nghị các thành viên Ban vận động cứu trợ tỉnh, trong đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là cơ quan thường trực, cần chủ động phối hợp với các địa phương rà soát lại để có thông tin chính xác về đối tượng, mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ của người dân để việc hỗ trợ sát với thực tế, không bị chồng chéo lãng phí. Việc hỗ trợ phải bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích và phải đảm bảo công khai, minh bạch. Nhiệm vụ trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên cùng với hệ thống mặt trận trong toàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ cứu trợ để tạo thêm nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả của bão lũ, thường xuyên nắm bắt tình hình, nhu cầu của người dân để kịp thời có biện pháp hỗ trợ phù hợp.